Chậu lau gỗ Zin Workshop có chống nước tốt không? Đây là câu hỏi mà rất nhiều khách hàng đang thắc mắc. Nếu gỗ để mộc không có gì bảo vệ bề mặt cả thì nước và hơi ẩm rất dễ xâm nhập. Chỉ một thời gian ngắn sau sẽ gây hiện tượng biến dạng kết cấu gỗ cũng như mốc bề mặt, mất thẩm mỹ, nặng hơn còn có thể gây mục, gây hỏng. Chậu lau gỗ của Zin Workshop sau khi thi công và để khô hoàn toàn sau 24 giờ, hiệu ứng lá sen của nước trên bề mặt nhìn thấy rất rõ nét. Sản phẩm tốt thì kết quả thực tế sẽ chứng minh quý vị ạ.